Hey, xin chào tất cả các bạn, tôi là Đạt Yellow và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình vui vẻ với Pokemon Place Black 2 Redux Randomizer Nuzlocke. Như các bạn cũng biết thì ở video trước chúng ta vừa mới thách đấu và đánh bại được bốn huấn luyện viên trưởng đầu tiên của vùng Unova trong tụ điểm ca nhạc karaoke gì đấy của hội này. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cùng các bạn cố gắng đánh bại được bốn huấn luyện viên còn lại luôn hơn. Và mình nghĩ mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là ông Clay, là huấn luyện viên trưởng của một hệ đất. Và nguyên nhân là bởi vì hiện tại trong đội hình của mình cũng có tương đối nhiều đòn hệ nước và đòn hệ cỏ. Như các bạn thấy đây thì Ruby cũng đã được học lại đòn Surf thay thế cho đòn Thunderbolt, vì chắc chắn là trong khoảng thời gian tới thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng Thunderbolt. Và sắp xếp đội hình thì mình đoán là mình sẽ muốn để cho Soul ra lên trên đầu để phần nào đấy không bị dính những đòn hệ đất của ông Clay. Và cùng với đấy thì bởi vì Emilio sẽ nhận sát thương nhân đôi từ những đòn hệ đất vì nó là hệ thép nên cũng khá là feel. Một phần nữa là bởi vì mình cũng không nghĩ rằng Steel Frost sẽ quá hữu ích trong trong lần này. Khi mà cân nhắc rủi ro và lợi ích thì mình vẫn đoán là rủi ro Emilio bị hạ gục dễ dàng sẽ nhiều hơn là chúng ta giật được một chút xíu máu của những con vương quanh của ông Clay. Nhưng mà sao thì đây sẽ là một trận đấu đơn. Và đối thủ đầu tiên của mình sẽ là một con Hip Powton level 88 với khả năng Sand Stream. Mình nghĩ là mình sẽ tung ra Power Whip ngay lượt này luôn ha. Rồi xem là với sát thương nhân đôi thì Soda có thể hạ gục được con Hip Powton này. No, ok. Nó có cả phần đầu phanh. Oh my goodness. Ok. Ít nhất là chúng ta cũng... Oh my goodness. Mình nghĩ là chúng ta sẽ tung ra Ice Fang để kết thúc con Hip Powder này đi ha, trước khi mình làm gì khác. Alright. Và bây giờ thì sau khi Hip Powder đã bị hạ gục thì chúng ta sẽ không giữ lại Soda, chắc chắn là như thế. Mặc dù bạn này bây giờ cũng đã lên được level 90 rồi. Thay vào đấy thì chúng ta sẽ để cho Homelander ra ngoài thay thế và sử dụng đòn Crunch để kết thúc con Golurk này một cách dễ dàng nếu may mắn. Right. Lượt đấu thứ hai tương đối thuận lợi cho mình. Hay đó. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp Mamoswine. Kiểu gì thì thật ra Emilio và Homelander là hai lựa chọn mà mình không ưng ý lắm trong trong phòng thể thao này. Và bây giờ nếu mà chúng ta gặp Mamoswine thì mình nghĩ là Razor có thể thay thế và sử dụng đòn Close Combat hoặc là Bullet Punch được mà, phải không? Không chừng như sẽ là tốt hơn ý. Mình đoán là mình sẽ sử dụng Close Combat trước đi ha. Nếu mà may mắn thì chúng ta cũng có thể kết thúc được con Mamoswine này ngay lượt này luôn. Và bây giờ khi mà mình đã biết được rằng tốc độ của mình thấp hơn thì ở lượt tiếp theo nếu mà đòn Close Combat không giật được chết con Mamoswine này thì chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng Bullet Punch, nhưng mà rồi vừa rồi thì là một critical hit cho nên là con Mamoswine này cũng bị giật chết hay đó. Và tiếp theo sẽ là Seismitoad. Và mình đoán là Leona sẽ phù hợp hơn. Seismitoad thì Leona với đòn Giga Drain cũng có thể gây được sát thương nhân 4. Mình đoán là rốt cuộc thì con Seismitoad này vẫn sẽ giữ một trái berry nào đấy để cản lại sát thương từ đòn Giga Drain khi mà nó biết rằng nó sẽ nhận sát thương nhân 4 từ những đòn hệ cỏ mà, phải không? Nhưng mà việc đấy thì có ảnh hưởng lắm không? Mình không biết, để xem thử. Rindo Berry được kích hoạt và Giga Drain của mình sẽ không giật chết được con Seismitoad này, khá là buồn. Và đòn Earthquake ở đây thì cũng tương đối mạnh đấy, nhưng mà chừng đấy không đủ để hạ gục được Leona. Và mình đoán là ở lượt này thì ông Clay vẫn sẽ sử dụng Full Restore mà, phải không? Nếu mà như thế thì chúng ta sẽ có được một một lượt đấu tương đối dễ dàng. Và nếu may mắn hơn nữa thì Giga Drain cũng sẽ hồi đầy máu cho Leona luôn. Bởi vì máu của Seismitoad cũng tương đối nhiều mà hả? Xem đủ. Ok, không sao, không sao, không sao. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp Crocodile. Mình đoán là tiếp tục Leona vẫn được.
Và may ra ở lượt này thì mình sẽ chuyển sang sử dụng Buzz, bởi vì sát thương của Buzz thì cao hơn thì phải. Giga Train thì hiện tại là 80 giây, Giga Train sẽ thấp hơn. Nên chúng ta sẽ tung ra Buzz trong trường hợp này để gây được sát thương nhân đôi cho Crocodile và giật chết nó. Hy vọng là như thế. Ok. Hay đó. Và con Pokemon cuối cùng của ông Clay sẽ là Excadrill. Giờ nãy giờ bởi vì rốt cuộc thì sát thương của Leona cũng chưa được tăng với đòn Fiery Dance mà không, nên mình không nghĩ là đòn Fiery Dance một trong một lượt đầu tiên có thể hạ gục được con Excadrill, nên chắc là mình sẽ dồn phần vinh dự kết thúc trận đấu này cho Ruby đi hơn. Alright. Ở đây thì và chúng ta sẽ sử dụng một đòn sập như thế này. Sau khi mà con Excadrill này sử dụng đòn Swords Dance, rốt cuộc thì Excadrill đâu có đòn nào để khắc chế Ruby đâu phải không? Mình không nghĩ như thế, nên thậm chí khi mà nó có Swords Dance đi nữa thì Ruby quá mạnh, Ruby có thể hạ gục được con Excadrill ngay lượt đầu tiên luôn. Và cùng với đấy thì bạn cũng đủ kinh nghiệm để lên được level 91. Hay đó, hay đó, hay đó. Right, bây giờ thì với việc hạ gục được ông Clay thì mình nghĩ mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là Elisa. Nhưng mà trước đấy thì mình cũng sẽ cùng quay trở về trung tâm Pokemon là ngay kế bên để hồi sức cho đội hình của mình luôn. Hay dữ trời. Yes. Alright, mình nhớ là khi chúng ta đấu với Elisa thì bạn có một trận đấu ba với mình, nên chúng ta cũng sẽ cần chuẩn bị cho viễn cảnh đấy. Rồi giờ sao ta? Mình đoán là mình vẫn sẽ muốn Emilio ở trên đầu để tận dụng đòn Stealth Rock phần nào đấy. Yeah, như thế chắc sẽ phù hợp hơn, bởi vì trước sau gì thì có thật ra là hiện tại thì mình không có combo nào hệ đất cho nên cũng tương đối phiền. Nhưng nếu mà mình muốn tận dụng đòn Earthquake thì mình sẽ muốn Ruby. Ruby ở giữa được không ta? Yeah, Ruby nên ở giữa đi. Mình sẽ muốn cả mình sẽ muốn cả nếu mà mình tung ra hệ đất thì mình sẽ muốn Homelander và Solder xuất hiện luôn, bởi vì nếu mà Homelander tung ra đòn hệ đất thì sẽ không ảnh hưởng đến Solder và Ruby. Nhưng mà rồi chắc là như thế thì cũng hơi cồng kềnh, nên chắc là mình vẫn sẽ giữ Emilio ở đầu như thế này rồi. Nhưng mà nhớ vậy đổi ra rất là phiền. Hay là hy sinh Self Rock nhờ. Nếu mà hy sinh Self Rock thì rốt cuộc chỉ có mỗi Homelander là phù hợp mà thôi. Và Earthquake thì cũng sẽ dính cả mớ này luôn. Mình có đòn Protect ở trong túi không nhờ, nếu mà mình có đòn Protect. Mình có đòn Protect. Oh my goodness. Alright, ok. Chết tụi mày rồi. Mình có đòn Protect nên mình sẽ dành đòn Protect cho Solder trong trường hợp này để thế chỗ cho đòn Power Whip ha. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ đi đòn Power Whip trong trường hợp này. Và thật ra Stone Edge cũng được. Mình bỏ đi đòn Stone Edge đi. À, nguyên nhân là bởi vì mình có TM nào đấy chứ đòn Stone Edge, còn còn Power Whip thì là một đòn mà Solder tự học nên cũng sẽ khó xóa hơn, cũng sẽ khó có lại hơn chứ hả. Mình nghĩ là mình sẽ dạy cho mớ còn lại đòn Protect luôn. Giống như là chúng ta sẽ bỏ đi đòn cut của Razor trong trường hợp này đi ha. Và thật ra đòn cut cũng hữu ích trong trường hợp mà Elisa sử dụng con đó là gì ta? Lantern, yeah, và chắc chắn là nó sẽ sử dụng Lantern mà phải không? Nên nên thôi mình sẽ bỏ qua. Yes. Và nếu mà Lantern sẽ được tung ra ở lượt đầu tiên thì mình nên có Leona với đòn Giga Train của nó. Nhưng mà rồi nếu như vậy thì mình sẽ để cho Solder lên trên và sử dụng Protect ở lượt đầu tiên đi ha. Rồi quá, nếu như vậy thì nếu như vậy thì nếu như vậy thì như này như này như này, chúng ta sẽ để cho Ruby bên này. Right, và những đòn tấn công của bạn hiện tại có vẻ ổn, có vẻ ổn.
Và cùng với đấy thì Homelander có thể tung ra đòn Earthquake và Emilio có thể tự bảo vệ chính bản thân bản bằng đòn Protect. Yes, sau khi tung ra đòn Save Rock hy vọng là như thế. Chúng ta sẽ bỏ đi đòn Surf đi ha. Ok, tại sao không? Là như thế này có vẻ ổn, mình thấy như thế này là hợp lý. Thứ tự đội hình xem lại một lần nữa. Ruby, Homelander, Emilio, mấy con này phụ trợ. Right. Yes. Rồi, ở đây thì bạn... đây vẫn sẽ là một trận đấu đơn. Nếu như vậy thì đáng lẽ hồi nãy mình nên để cho Emilio lên trước. Và bởi vì rốt cuộc vị trí số 1 hay vị trí số 3 cũng không khác gì nhau. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Bây giờ đổi thì... Bây giờ chỉnh thì hơi trễ rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng giải quyết con Emonger này trước luôn ha. Mình sẽ tung ra một đòn Dragon Pulse trong trường hợp này. Và hạ gục con Emonger ở đây một cách dễ dàng, hay đó. Tiếp theo sẽ là Galvantula. Nếu là Galvantula thì giá Lyon nó được. Galvantula hình như không có trong trận đấu trước thì phải. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng một đòn Faridance trong trường hợp này ha. Ghê chưa? Alright. Và ở đây thì Leona cũng đủ kinh nghiệm để lên được level 91. Và cùng với đấy thì chúng ta sẽ gặp Ampharos. Mình không biết con đấy có gì nhưng mà chắc cũng không quan trọng lắm đâu. Chúng ta sẽ để Homelander ra trong trường hợp này để tận dụng đòn Earthquake của bản ha. Sandstream cũng phụ được luôn nè. Yes. Ồ, nó có em balloon. No, nếu như thế thì hơi feel. Nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ xem crunch vậy không sao. Oh my god, đấy là một critical hit cho nên là Ampharos cũng bị hạ gục một cách dễ dàng như thế. Alright, ở đây thì Homelander đủ kinh nghiệm để lên được level 90. Và tiếp theo sẽ là Electivire. Ok, thì này thì mình đoán được. Và nếu mà là Electivire thì Leona sẽ phù hợp hơn ha. Bởi vì Electivire vẫn sẽ có những đòn hệ băng để phần nào đấy có thể khắc chế được Ruby mà phải không? Nên một đòn Psychic ở đây chắc là đủ. Alright. Electros. Đến bây giờ mình vẫn chưa biết được Electros là cái gì. Bỏ qua chuyện đen mình. Nếu mà là như vậy thì nếu mình không biết được con Pokemon đấy hệ gì thì Ruby sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Bởi vì đòn Dragon Pulse của nó sẽ cản hết, sẽ đẩy hết, sẽ giết hết. Kiểu vậy. Alright. Và Zed Striker sẽ là con Pokemon cuối cùng. Phải là cuối cùng không ta? Là cuối cùng luôn nè. Oh my goodness. Có thể thêm một lần Dragon Pulse đi. Alright, tương đối dễ. Nếu mà đây không phải là trận đấu 3 thì thật sự là trận đấu này rất là dễ luôn, không đùa. Right, và bây giờ sau khi chúng ta đã đánh bại được Elisa rồi thì chỉ còn hai bạn này thôi. Và trước khi mình làm gì khác thì các bạn cũng đoán được rồi. Chúng ta sẽ quay trở về trung tâm Pokemon, hồi sức cho đội hình của mình và nghĩ xem là như thế nào thì sẽ phù hợp nhất cho trận đấu với... Mình đoán là mình sẽ nghênh chiến với Drayden trước. Bởi vì rốt cuộc thì mình sẽ thấy thoải mái hơn với việc sử dụng những đòn khắc chế hệ rồng là hệ rồng và hệ băng trước khi chúng ta đánh với những con Pokemon hệ thường của Sheldon. Chắc là như thế. Right.
Rồi, bây giờ thì trận đấu hồi trước mình có với Trayden là một trận đấu đơn, nên Emilio sẽ được đưa lên như thế này. Và nếu mà đây là một trận đấu đôi vì lý do nào đấy thì Ruby cũng sẽ được điều chỉnh như thế này. Như thế này có vẻ ổn mà phải không ta? Yeah, Soda vẫn đang còn Ice Fang mà phải không? Từ 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 nhầm. Soda vẫn đang còn Ice Fang và Razor thì như thế này cũng được rồi. Leona. Leona không không hẳn là lý tưởng lắm nhưng mà cũng không tệ tí nào đâu. Trong trong túi của mình có đồng Play Rough mà phải không? Hiện tại có combo nào trong đội hình của mình có thể học được đồng Play Rough không nhỉ? Đây 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 đây. No, ok, bù. Dragon Tail thì sao? Dragon Tail thì sao? Homelander có thể học được đòn Dragon Tail. Ok, nếu như vậy thì Homelander sẽ học đòn này để thay thế cho đòn. Ở thật ra có Breaking Swipe sẵn rồi nè. Nếu như vậy thì không cần Dragon Tail đâu. Ok. No. Yes. Right. Yes. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ gặp Flygon đầu tiên. Và con này chích 92 lận. Oh my goodness, không đùa. Wow, ok. Mình cứ sử dụng Stealth Rock đi ha. Flygon này sẽ có Earthquake nhưng mà không sao, không sao. Cũng hơi hơi có sao. Con này có cả Life Orb luôn, không đùa. Rồi, mình nghĩ là tiếp theo thì Flygon sẽ lại tung ra Earthquake mà thôi, nên thật ra mình có thể xử xử Flygon bằng Soldier được luôn mà phải không? Nếu mà chúng ta có thể phần nào đấy cho Soldier kích hoạt cái Moxie đủ sớm thì nguyên cả đội hình của ông Trayden cũng không là vấn đề gì đâu. Mình sẽ tung ra một đòn Ice Fang ngay bây giờ. Nhưng mà chừng đấy là đủ để giật được máu của Flygon xuống còn 25% nhưng mà chưa đủ để hạ gục nó. Heal và đòn Outrage ở đây cũng đủ mạnh để có thể giật máu của Soldier xuống còn 74. Nhưng mà như thế này thì Moxie cũng sẽ được kích hoạt ở lượt đầu tiên. Alright. Và cùng với đấy thì chúng ta sẽ gặp Drotigon. Rồi bây giờ mình có đủ tự tin để cho Soldier tiếp tục không? Mình không nghĩ như thế. Nếu mà đầy máu thì mình vẫn sẽ chắc chắn là để Soldier lại, nhưng mà nếu như thế này thì chắc là hơi phiêu. Nên chúng ta sẽ chuyển sang sử dụng Homelander. Homelander trong trường hợp này. Và bây giờ thì sao ta? Mình đoán là mình có thể sử dụng lẫn Earthquake và Breaking Swipe, nhưng mà đứa nào sát thương sẽ nhiều hơn? Breaking Swipe thì rất là yếu. Nên chúng ta sẽ tung ra Earthquake trong trường hợp này vậy. Alright. Con này thì lại có Outrage. Nhưng mà Outrage như thế này thì không ăn thua rồi. Chúng ta sẽ kết thúc trận đấu này bằng một đòn Crunch đi ha. Rồi sau đấy thì mình sẽ đổi sang một con Pokemon khác. Alright. Salamence. Và lý tưởng thì mình sẽ muốn Soldier với đòn Ice Fang hoặc là Emilio với đòn Ice Beam. Nhưng mà giờ chắc không được cho nên Ruby vậy. Trước sau gì thì Salamence cũng sẽ nhận một mớ sát thương từ từ đòn Stealth Rock khi mà nó có cả hệ bay mà phải không? Alright. Một đòn Dragon Pulse ở đây đi. Yeah, chưa. Rồi, tiếp theo sẽ là Hydreigon. Đâu, không cần đâu.
Thêm một lần Dragon Ball ra đây nữa. Tiếp đó sẽ là Garchomp. Thật ra một lần nữa, rốt cuộc thì mình vẫn sẽ muốn những combo hệ băng được được sử dụng trong khoảng thời gian này. Nhưng mà không sao. Trước sau gì thì thậm chí nếu mà Garchomp hay là hai Dragon hay là Salamence hồi nãy tung ra một đòn nào đấy thì Ruby vẫn có thể trụ lại được và kết thúc tụi này ở lượt tiếp theo mà không, nên bây giờ chiến thắng của mình gần như đã được đảm bảo rồi. Haxorus nha. Right. Alright, hay đó. Và với việc hạ gục được Raiden thì mình chỉ còn một mục tiêu mà thôi. Ít nhất là trong khoảng thời gian này là đánh bại được Jiren. Và rốt cuộc thì nếu mà là Jiren thì mình đoán những đòn giống như là Aura Sphere hay sao đấy sẽ hữu ích rất là nhiều. Mặc dù bây giờ thì Ruby cũng đã mất đòn Aura Sphere rồi. Nhưng mà mình sẽ kiểm tra lại xem trong hệ thống TE và HM của mình có đòn nào hệ võ sĩ mà Ruby có thể học được không hơn. Chứ nếu mà chỉ để mỗi cho Razor với đòn Close Combat của nó thì cũng hơi feel. Right, xem thử. Mình có đòn Power Up Punch. Mình có đòn Power Up Punch có thể dạy được cho tương đối nhiều là một đứa trong đội hình của mình là Homelander. Oh my goodness. Rồi chúng ta sẽ dạy đòn này để thay thế đòn mình đoán là mình sẽ thay thế đòn Rock Breaker. Breaking Swipe chứ. Yeah, mình sẽ bỏ đi đòn Breaking Swipe vậy. Yes. Và tiếp theo thì còn đòn nào hệ võ sĩ nữa nha. Retaliate là hệ thường. Rock Smash là hệ võ sĩ nè. Yes. Một mớ học được. Và mình đoán nếu mà như vậy thì Soda sẽ học đòn này để thay thế cho Protect. À, bây giờ thì Protect không cần nữa rồi nhì. Alright. Và tiếp tới thì Aura Sphere, ok, oh my god, trong trong đội hình của mình có cả, không phải đội hình mà trong hệ thống của mình có cả Aura Sphere luôn. Nếu như vậy thì Ruby cũng sẽ học đòn này để thay thế cho Surf, yeah, thay thế cho Surf. Và mình đoán đấy là tất cả. Rock Climb là hệ đá, sure. Rồi, để xem, mình vẫn đoán trận đấu với Sharon là một trận đấu đơn, nhưng trong trường hợp đây là một trận đấu đôi hay trận đấu ba hay sao đấy thì sắp xếp như thế nào nhỉ? Mình đoán Ruby vẫn sẽ luôn luôn là compo trung tâm, và ngoài ra thì mình sẽ để cho Soldier thay lên thay thế cho Homelander đi ha. Right. Yes. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp một con Chinchino level 90. Oh my goodness. Như vậy thì những con Pokemon kia của không, con Pokemon mạnh nhất của Sharon sẽ là level 92. Well, ok, không sao. Ở đây thì chúng ta sẽ tung ra một đòn Stealth Rock như thế này sau khi nhận một đòn Bullet Seed từ Chinchino. Ok, đánh 3 lần. Và nếu mà con Chinchino này tiếp tục sử dụng đòn Bullet Seed hay sao đấy thì không chừng là mình vẫn có thể tiếp tục và sử dụng Emilio trong khoảng thời gian tới. Ok, nó có sinh. Nhưng mà thật ra cái sinh sinh đấy cũng không ảnh hưởng mà phải không? Mình hoàn toàn có thể giải được bằng một cái Awakening hay sao, và phần nào đấy thì mình cũng sẽ xem là con Chinchino còn đòn gì khác hay không. Bullet Seed, ok, nhìn như vậy là nó cho ngủ sau đó thổi hạt à. Rồi, giá một đòn Ice Beam.
sinh vừa rồi lại được hụt nữa cho nên cũng tốt cho mình. Đoàn Ice Beam của mình không mạnh lắm, nhưng mà nếu như vậy thì một đoàn Hydro Cannon ở đây sẽ đủ để kết thúc con trình Chido này trước khi mình đổi sang một con Pokemon khác. Alright. Tiếp theo sẽ là Zangoose. Yeah, Soda đi. Mình cũng không nghĩ là Soda có thể hạ gục được con Zangoose này ngay lượt đầu tiên, thậm chí là sử dụng đòn Rock Smash đi nữa. Nên phần nào đấy là mình kỳ vọng rằng khi mà chúng ta có thể hạ gục được Zangoose ở lượt thứ hai thì Moxie sẽ nâng sức tấn công vật lý của Soda đủ nhiều để chúng ta dễ dàng hơn, để chúng ta có một khoảng thời gian dễ dàng hơn ở những lượt tiếp theo. Ok. Nice slash không sao. Ở lượt sau cái lượt này thì ok, đấy là một critical hit luôn. Wow, ok. Ở lượt này thì Sharon sẽ sử dụng full restore mà phải không nha. Nhưng mà rồi với việc sức phòng thủ của Zangoose đã bị giảm tương đối rồi, không phải giảm tương đối, chỉ có giảm một bậc mà thôi, thì đòn Rock Smash ở đây cũng đủ mà hả? À, xem tí nữa. Ồ, nó có Focus Sash để trụ lại được. Sure. Nhưng mà việc đấy không ảnh hưởng phải không? Khi mà bây giờ Full Restore cũng đã hết rồi. Còn Rock Smash thì lại quá mạnh. Đối với con Zangoose này ít nhất là như thế. Alright, Moxie ở đây phát huy tác dụng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ gặp Porygon Z. Mình đoán là Porygon Z thì sẽ có con Thunderbolt. Nên chắc là chúng ta không nên giữ lại Soda trong trường hợp này. No, không phải Emilio, xin lỗi. Chúng ta sẽ tung ra Ruby và sử dụng đòn Aura Sphere của nó. Ok. Right, xịn sò. Rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ gặp Snorlax. Ở lượt tiếp theo mình đoán là Ruby vẫn có thể kham được Snorlax. Máu máu rút chậm là mình lo lắng, và thật ra lo lắng của mình là đúng khi mà con Snorlax ở đây không bị hạ gục bởi đòn Aura Sphere của mình. Nhưng mà ổn vào việc đấy cũng không quá ảnh hưởng nữa, khi mà bây giờ thì một đòn Aura Sphere tiếp theo cũng là đủ để giảm số lượng Pokemon của Sharon xuống còn 2. Và Stoutland thì thông thường sẽ có những đòn hệ bay, không hệ bay mà là hệ tiên mà ha, nên Ruby cũng sẽ cần cẩn thận tí xíu. Stoutland có hệ tiên sẵn không ta? Nếu mà Stoutland có hệ tiên sẵn thì cũng tương đối phiền. Và nếu mà như vậy thì mình có thể chơi theo kiểu bình thường. Mình có thể chơi theo kiểu bình thường mà không, chúng ta có thể tung ra Leona trong trường hợp này và sử dụng những đòn Faridan xem sao đấy của nó để kết thúc con Stoutland này. Đây Stoutland level 92. Oh my goodness. Right, ok, một đòn Faridan gì? Đòn đấy tương đối mạnh, và ở đây thì mình nhận một Thunder Wave. Mình đoán là mình sẽ giải dị dạng cho Leona ngay lượt này hơn là cầu vận may vào những lượt tiếp theo. Alright. Và con này có return, sure. Return đấy cũng tương đối mạnh đấy, nhưng mà như vậy là chưa đủ. Một đòn Faridance nữa sẽ kết thúc con Stoutland này. Và nếu mà chúng ta đủ may mắn để sức tấn công phép thuật của Leona được tăng, và chúng ta đủ may mắn, thì ở lượt cuối cùng không chừng là mình cũng có thể giữ lại Leona. Explode. Và Explode thì hơi phiêu cho nên thôi chúng ta sẽ không sử dụng Leona trong trường hợp này, mà đổi lại thì mình sẽ tung ra Razor để tận dụng đòn Close Combat của nó ha. Right.
Oh, và đoạn Close Combat đủ mạnh để có thể giật chết được con Explosive này ngay lượt đầu tiên. Ok, và với việc mình đánh bại được Sharon thì xem như mình cũng đã hoàn thành khu vực tụ điểm karaoke của những huấn luyện viên trưởng trong vùng Unova này rồi. Và mình nghĩ đây cũng sẽ là kết thúc cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu cảm thấy video này thú vị. Nếu cảm có ý kiến gì, cứ để cho mình biết phần bình luận ở dưới. Mà sau đó ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục sau. Mình là Đạt Vô luôn. Xin chào.